Thưa quý vị, sáng ngày 8 tháng 6, các đại biểu Quốc hội đã có buổi thảo luận tại tổ về dự án luật phòng chống mua bán người sửa đổi, dự án luật tư pháp người chưa thành niên, dự án luật công đoàn sửa đổi và chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Ông Phạm Hồng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh chủ trì cuộc thảo luận. Tại cuộc thảo luận, đa số các đại biểu đều tán thành với dự án luật phòng chống mua bán người sửa đổi. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng, thực tế, nhiều vùng không thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, nhưng tình hình mua bán người lại xảy ra nghiêm trọng, diễn biến rất phức tạp. Do đó, đề nghị quy định ưu tiên bố trí ngân sách cho những vùng có tình hình mua bán người xảy ra nghiêm trọng, phức tạp, đồng thời rà soát để bảo đảm không chồng chéo với ba chương trình mục tiêu quốc gia đã được phê duyệt. Về dự án luật tư pháp người chưa thành niên, chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, dự án luật công đoàn sửa đổi, đa số các đại biểu tán thành và thống nhất cao với báo cáo thẩm tra đã được các cơ quan của Quốc hội trình bày.